Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay tôi Nguyễn Music sẽ đi review cho các bạn đó là một cái cây đàn guitar của thương hiệu Tanglewood. Đó là cây TWR2-O. Tanglewood là một thương hiệu của nước Vương quốc Anh nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành review cái cây này về âm thanh và hình dáng để cho các bạn có thể tham khảo nha.